Buổi chiều ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng em Huy Hùng đến tham quan một siêu phẩm nhà phố hai mặt tiền trước sau với diện tích ngang 4, độ dài 20m, thiết kế một trệt 3 tầng lầu. Một căn nhà gia chủ đang cần tiền, giảm giá tới 2 tỷ đồng bán gấp cho quý vị thiện chí mua nhanh. Đây là một căn nhà rất là đẹp, có hai mặt tiền trước sau và đây là khu vực mặt tiền sau này. Mặt tiền sau của căn nhà là được thiết kế theo mẫu kiến trúc hiện đại với nhiều ban công và nhiều cửa sổ nha quý vị. Và mặt tiền trước được thiết kế theo kiểu kiến trúc cổ điển. Và căn nhà này vừa có hai mặt tiền trước sau, vừa có tới 3 sân thượng nha quý vị. Một căn nhà rất đặc biệt, ngang 4, độ dài 20m, được gia chủ xây mới và thiết kế một trệt và 3 tầng lầu. Nhà thiết kế sẽ có khu vực đậu xe máy, gara xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ, một phòng xông hơi và sân thượng trước và sau. Hai mặt tiền hẻm trước sau đều là hẻm xe hơi. Mặt tiền hẻm phía sau này, hẻm hiện đại này thì có con hẻm 6m, hẻm nhựa và là hẻm cụt. Và khu vực này là khu vực để chúng ta vào xe hơi, vào bên trong gara đậu xe hơi nhé. Ở đây thì chủ nhà vẫn làm hai lớp cửa với lớp cửa cổng bên ngoài và lớp cửa cuốn bên trong. Bên trong thì quý vị đậu vừa xe hơi từ 4-7 chỗ, phía dưới thì gia chủ có đổ bê tông ống gạch 60m2. Hai bên tường có ống gạch tường lên cao 1m2, phía bên trên thì có dán giấy treo tranh và có đèn trần đèn led rất là lung linh. Khu vực gara xe hơi phía đằng sau, khu vực mặt tiền số 2 này thì quý vị đậu vừa xe hơi từ 4-7 chỗ. Và chúng ta sẽ đi ra bên ngoài mặt tiền phía trước để tham quan mặt tiền cổ điển và là mặt tiền hẻm thông 5m nha mọi người. Một căn nhà phố rất là đẹp, thiết kế theo mẫu kiến trúc hiện đại và cổ điển đan xen với nhau. Một căn nhà tặng kèm full nội thất bên trong. Và gia chủ đang rất cần tiền nên giảm giá tới 2 tỷ đồng bán gấp cho quý vị thiện chí mua nhanh. Giá bán bây giờ bên nhà đất Huy Hùng chào bán cho căn này chỉ còn 10 tỷ 400 triệu đồng thôi nha quý vị. Giá bán còn thương lượng và hỗ trợ vay ngân hàng lên tới 60-80%. Quý vị đang cùng em tham quan trực tiếp bên trong căn nhà. Và đây là mặt tiền số 2, mặt tiền chính. Cũng là mặt tiền thiết kế theo mẫu kiến trúc cổ điển với ban công ngay lầu 1 rộng, được trồng nhiều cây xanh. Và mặt tiền này thì được làm với những ánh đèn led rất là lung linh trong buổi chiều ngày hôm nay. Căn nhà này thì có hướng mặt tiền chính là hướng Tây Bắc và hướng bên mặt tiền phụ là hướng Tây Nạ Đông Nam. Mặt tiền này thì cũng đường 5m thông và đường xe hơi xe tải ra vào quay đầu và tránh nhau thoải mái. Mặt tiền này thì quý vị vào xe máy và làm không gian phòng khách cũng như là phòng bếp. Mặt tiền phía sau thì quý vị đậu xe hơi nhé. Để tìm một căn nhà hai mặt tiền trước sau như thế này thì quý vị nào đang tìm mua nhà có thể đến tham khảo căn này. Một căn nhà rất là hiếm trên địa bàn quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Khu vực mặt tiền sau này thì quý vị thấy gia chủ vẫn làm hai lớp cửa với một lớp cửa cuốn và một lớp cửa kính. Bên trong đây thì quý vị sẽ có sân đậu xe máy, quý vị đậu được 6-7 chiếc xe máy. Khu vực sân này thì chủ nhà có ốp gạch lên cao phun trần, phía bên trên thì có làm đèn chiếu sáng rất là lung linh. Bên trong đây thì ở giữa nhà là không gian của phòng khách và phòng bếp. Bên ngoài thì chủ nhà làm phòng khách này, ngay kế bên khu vực đậu xe máy có phòng khách đẹp với sofa kết hợp với màn hình TV 65 inch. Và phía sau khu vực không gian phòng khách sẽ là không gian phòng bếp thiết kế thông với nhau. Đây là mẫu nhà phố thiết kế rất là hiện đại nha quý vị. Không gian bếp thì chủ nhà có tặng kèm khu nội thất bao gồm bàn ăn, tủ lạnh hai cánh Samsung, tủ bếp trên dưới, bếp âm, máy hút mùi, bồn rửa chén bát, giác kệ để chén bát và dưới cầu thang. Chúng ta sẽ có một không gian phòng vệ sinh như tầng trệt, bao gồm bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm, hoa sen và gương soi. Và quay ngược ra phía sau đây thì quý vị thấy khu vực gara xe hơi hoặc phòng khách số 2 ở phía đằng sau, mặt tiền là hướng Đông Nam. Hai mặt tiền trước sau hướng Đông Nam và Tây Bắc. Quý vị đang tìm nhà tầm tài chính 9-10 tỷ có thể đến tham quan căn nhà này. Giá bán chủ nhà đang kẹt tiền giảm giá tới 2 tỷ đồng bán gấp. Giá bán bây giờ chủ nhà chào bán chỉ còn 10 tỷ 400 triệu đồng thôi. Giá bán còn thương lượng. Quý vị quan tâm thì hãy gọi trực tiếp cho em Hùng để đến xem và sở hữu ngay nhé. Và chúng ta đang tiến lên không gian lầu 1, phòng ngủ số 1 và số 2 nhé. Lầu này thì quý vị sẽ có hai phòng này. Hai phòng đều rất là rộng và có phòng vệ sinh trong. Phòng ngủ thì chủ nhà bố trí full nội thất, quý vị sẽ có giường ngủ 2m, chăn ga gối nệm, bàn trang điểm, tủ áo, máy lạnh. Và đặc biệt không gian phòng ngủ số 1 ở khu vực lầu 1, mặt tiền phía trước này, quý vị sẽ có ban công rộng lên tới 4m và được trồng cây xanh, cũng như quý vị để máy giặt, giặt đồ và phơi đồ ở đây. Ở đây thì chủ nhà có làm một bộ bàn ghế này, bên ngoài có trồng nhiều cây xanh và đèn led, cũng như lan can cao, rất là thoáng bên ngoài. Ngay ở tầng 1 mà chúng ta có một không gian sân thượng như thế này thì phải nói là điều tuyệt vời cho căn nhà mình. Nhà hai mặt tiền trước sau rất là thoáng, quý vị mở cửa sổ trước và sau ra thì quý vị thấy không gian bên trong căn nhà gió sẽ xuyên suốt và cực kỳ mát nha. Ở khu vực sân thượng ở lầu 1 này thì chủ nhà có để tặng kèm mình máy giặt ngay đây luôn, máy giặt cửa nằm và chúng ta có thể giặt đồ phơi đồ ngay đây hoặc là quý vị giặt đồ phơi đồ trên khu vực sân thượng tùy gia đình mình.
Và khu vực này thì quý vị thấy cửa ra ban công vẫn rất là rộng, với hệ thống cửa nhôm Sinfa, tủ áo, màn rèm, máy lạnh mới, có phòng vệ sinh trong. Phòng vệ sinh thì có bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm hoa sen, bồn tắm đứng vách ngăn và gương soi. Phòng vệ sinh được ốp gạch và ốp gạch vây cá lên cao phun trần. Và phía sau là không gian phòng ngủ số 2, phòng ngủ phía sau. Căn nhà này hai mặt tiền trước sau nên trước và sau chủ nhà đều chỗ cửa sổ và làm ban công, vô cùng thoáng mát nha quý vị. Để tìm được một căn nhà mà hai mặt tiền trước sau như thế này thì rất là hiếm trên địa bàn quận Gò Vấp, cũng như là rất là hiếm có để chúng ta tìm được và sở hữu được căn nhà như thế này. Quý vị đang tìm nhà với tài chính 9-10 tỷ có thể đến tham quan căn nhà hai mặt tiền trước sau đều là hẻm xe hơi. Lưu ý mọi người, hẻm hướng đông nam là hẻm cụt và chúng ta vào xe hơi đậu trong nhà nhé. Và đây cũng có ban công với hệ thống giường ngủ, tủ áo, máy lạnh đều trang bị sẵn. Quý vị mua căn này thì chỉ việc xách ba lô quần áo về ở thôi, gia chủ tặng hết nội thất, chỉ mang cái xe hơi đi thôi nha mọi người. Giá bán đã giảm tới 2 tỷ đồng, bán gấp cho quý vị thiện chí mua nhanh. Giá bán bây giờ bên Huy Hùng chào bán cho căn siêu phẩm này chỉ còn 10 tỷ 400 triệu đồng còn thương lượng. Quý vị quan tâm đến siêu phẩm nhà phố hai mặt tiền trước sau, tọa lạc trên trục đường Lê Đức Thọ, phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, rất là gần với công viên Làng Hoa, chợ và nhà thờ Thông Tây này. Hãy gọi trực tiếp cho em Hùng theo số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình để đến xem và sở hữu ngay. Và chúng ta đang di chuyển lên khu vực lầu 2, phòng ngủ số 3 và số 4. Hai phòng ngủ trên đây thì cũng gần giống phía dưới và cũng có ban công trước và sau, cũng như là giường ngủ 2m, chăn ga quý đệm, bàn trang điểm, tủ áo rộng, kết hợp với máy lạnh sáp được gia chủ tặng kèm. Và tất cả các phòng đều được trang bị full nội thất kết hợp với vệ sinh trong, vô cùng thoáng mát và tuyệt vời. Giá bán đang giảm mạnh chỉ còn 10 tỷ 400 triệu đồng, giá bán thực tế đã giảm tới 2 tỷ đồng. Hai mặt tiền hướng Đông Bắc và Tây Nam, tọa lạc trên trục đường Lê Văn Thọ, phường 9. Rất là gần với công viên Làng Hoa, di chuyển qua sân bay khoảng tầm 10 phút và đi về trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng tầm 20 phút đi xe máy thôi. Quý vị đang tìm nhà còn chần chừ gì mà không đến tham quan ngay sản phẩm hai mặt tiền cực hiếm nằm trên địa bàn quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Gia chủ đang cật tiền bán gấp, thu hồi vốn, giảm ngay 2 tỷ đồng cho quý vị thiện chí mua nhanh. Giá bán bây giờ chào bán chỉ còn 10 tỷ 400 triệu đồng còn thương lượng và để lại full nội thất. Quý vị tìm mua nhà thì còn chần chừ gì mà không đến tham quan ngay cái sản phẩm nhà phố cực kỳ thoáng, cực kỳ mát và cực kỳ đẹp này nha quý vị. Quý vị mua căn này thì chỉ việc xách ba lô quần áo về ở thôi nha đại gia đình mình ơi. Và chúng ta đang đến với phòng ngủ cuối cùng, phòng ngủ số 4. Đây là ban công của phòng ngủ số 4 nha. Và trên cùng chúng ta sẽ đến với không gian phòng giặt, phòng thờ, cũng như là phòng xông hơi và sân thượng trước và sau của căn nhà nha mọi người. Quý vị liên hệ xem nhà bên Huy Hùng, quý vị để sở được rẻ hơn những kênh bán nhà khác từ 200 đến 500 triệu đồng một căn, được hỗ trợ vay ngân hàng lên tới 60 đến 80% và được gặp trực tiếp chủ nhà để thương lượng giá cả, được hỗ trợ vay ngân hàng. Nhà xây mới, sổ hồng hoàn công đầy đủ, giấy tờ pháp lý đã có sẵn, quý vị mua bán công chứng nhanh gọn ngay trong ngày. Quý vị còn chần chừ gì mà không gọi ngay cho Huy Hùng để đến tham quan siêu phẩm hai mặt tiền trước sau đang giảm sốc 2 tỷ đồng bán gấp cho quý vị thiện chí mua nhanh. Và chúng ta đến với không gian phòng xông hơi thư giãn kết hợp với tắm nằm và khu vực không gian tập thể dục. Ở đây chúng ta có không gian phòng xông hơi khô này, phòng tắm đứng, phòng tắm nằm, massage nước, thủy lực và sân thượng phía sau để giặt đồ và phơi đồ. Chúng ta đang đến với khu vực lầu 3, khu vực không gian phòng xông hơi, phòng thờ và sân thượng nha quý vị. Phía sau đây thì quý vị sẽ có sân thượng sau để giặt đồ và phơi đồ nha mọi người. Sân thượng sau này thì gia chủ vẫn để sẵn khu vực cấp và thoát nước cho máy giặt để chúng ta có thể để máy giặt trên này, tùy ý gia đình mình. Nếu chúng ta để trên này thì quý vị có thể mang cái máy giặt ở khu vực sân thượng lầu 1 lên đây nhé. Và ngoài đây là không gian phòng thờ rộng của căn nhà và sân thượng phía trước. Giá bán đang giảm sốc tới 2 tỷ đồng, giá bán bây giờ chào bán chỉ còn 10 tỷ 400 triệu đồng thôi. Quý vị quan tâm thì hãy alo trực tiếp đến nhà đất Huy Hùng để đến tham quan và sở hữu siêu phẩm hai mặt tiền trước sau, cực đẹp, cực thoáng, hướng Tây Bắc và Đông Nam, tọa lạc trên trục đường Lê Đức Thọ, Lê Văn Thọ, phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh nha quý vị. Nhà đất Huy Hùng trên kênh YouTube bán nhà Gò Vấp Tân Bình, quận 12. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị chúng ta ở những video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị nha.